Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Park thắng Thái Lan không phải là điều quá đặc biệt với Việt Nam. Chiến lược gia đội tuyển Việt Nam tự hào về các học trò nhưng không quá đề cao chiến thắng 1-0 trên sân của Thái Lan ở giải King Cup 2019. King Cup là một giải đấu uy tín lâu đời, vì vậy đánh bại được chủ nhà ở giải đấu này là điều đáng tự hào. Thái Lan là đội bóng mạnh và khi chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi cũng như các cầu thủ đã rất căng thẳng. Nhưng họ đã thi đấu với quyết tâm cao, thậm chí ghi bàn thắng ở những giây cuối cùng. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì sự nỗ lực tuyệt vời của họ. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu trên sân Trang Buriam tối ngày 5 tháng 6. Thái Lan từng là nỗi sợ hãi với bóng đá Việt Nam. Trong 21 lần gặp nhau trước đây ở cấp đội tuyển, họ thắng 15, hòa 4, thua 2 và ghi đến 44 bàn. Nhưng kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Sau 2 chiến thắng ở cấp U23, giải giao hữu M150 Cup và vòng loại U23 châu Á năm 2020, lần này ông tiếp tục khiến Thái Lan ôm hận ở trận đấu thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc tỏ ra điềm tĩnh khi nói về chiến tích trước các đội tuyển xứ Chùa Vàng. Tôi hiện tại kiêm nhiệm cả đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng không phải vì đối thủ là Thái Lan mà chiến thắng này mang ý nghĩa nào đó đặc biệt hơn cho bóng đá Việt Nam. Trước bất cứ đối thủ nào hoặc trận đấu nào, chúng tôi cũng xác định sẽ nỗ lực hết sức và quyết tâm chiến thắng bằng cách phát huy tinh thần Việt Nam, thi đấu đoàn kết và tìm ra các phương pháp để tiến bộ, ông nói. Về câu hỏi liên quan đến vị thế của bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á hiện nay, ông cho rằng năm ngoái chúng ta đã vô địch AFF Cup, giải đấu bao gồm các nước Đông Nam Á. Bởi vậy, từ giờ cho đến giải tiếp theo, chúng tôi vẫn là nhà vô địch. Tất nhiên, để giữ được vị thế đó, các cầu thủ Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực và nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giới chuyên môn người hâm mộ. Thái Lan vẫn là nền bóng đá mạnh. Tôi tin rằng trong tương lai, hai đội sẽ tiếp tục cạnh tranh để cùng phát triển. Dù là giải đấu giao hữu, Thái Lan và Việt Nam đều thể hiện tinh thần ăn thua rất cao với những pha bóng tốc độ và tranh chấp quyết liệt. Khi trận đấu tưởng như sẽ phân định bằng loạt sút luân lưu thì vào phút bù giờ cuối cùng, cú đánh đầu của lão tướng Nguyễn Anh Đức cùng pha đẩy bóng không tốt của thủ thành Cawin khiến mảnh lưới của Thái Lan tung lên. Chiến thắng 1-0 đưa Việt Nam vào chung kết gặp Curacao, đội tuyển đã đánh bại Ấn Độ 3-1 ở trận đấu trước đó. Khi được hỏi về kế hoạch cho trận đấu vào ngày 8 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng ông chưa quyết định sẽ chơi vì chiếc cúp hay thử nghiệm đội hình. Trước khi sang Thái Lan dự giải này, tôi chịu rất nhiều sự phê phán trong việc chọn cầu thủ. Thực sự, giải này không phải là mục tiêu sau cùng của chúng tôi, mà đây chỉ là sự chuẩn bị cho giải đấu quan trọng hơn là vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm nay, nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ. Lúc này tôi chưa quyết định sẽ đưa những cầu thủ đi cùng nhưng chưa được sử dụng trận này vào thi đấu để tích lũy kinh nghiệm hay dùng nguyên bộ khung quen thuộc để hướng đến việc giành cúp. Nếu như một trận đấu mà giải quyết được hai việc như thế thì đó là điều tôi rất mong muốn. Tôi sẽ phải bàn bạc thêm với các trợ lý của mình. Bên cạnh chiến thắng trên sân của Thái Lan, một niềm vui không nhỏ khác với cổ động viên Việt Nam là được chứng kiến Nguyễn Tuấn Anh trở lại và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh chơi từ đầu, tỏ ra bền bỉ và tạo được một vài tình huống ấn tượng trước khi nhường chỗ cho Lương Xuân Trường ở gần cuối hiệp 2. Đánh giá về tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai, ông Park nói, trận này Tuấn Anh đã hòa nhập tốt, dù đây là lần đầu tiên cậu ấy được triệu tập từ khi tôi đến Việt Nam. Nếu tiếp tục thích nghi tốt hơn với chiến thuật của tôi, trong tương lai cậu ấy có thể trở thành trụ cột và thường xuyên được thi đấu. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.